Dẫu biết rằng quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó Đức Kitô đang chờ đợi chúng ta. Dẫu biết rằng chết là đi về nhà cha có nhiều chỗ ở. Nước trời, thiên đàng là niềm mong ước của tất cả mọi người chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta chưa phải là thần thánh, hoàn toàn là con người, là con người đang sống giữa thế gian. Và con người giữa thế gian thì có những bản năng cảm xúc của con người tự nhiên. Đứng trước một cuộc chia ly vội vàng và lớn lao, không biết phải diễn tả thế nào cho hết được cung bậc cảm xúc của mọi người trong gia quyến và cộng đoàn chúng ta. Bất cứ một cuộc chia ly nào đều để lại đau thương và cả nước mắt nữa. Những cuộc chia ly mà anh Mikael Đỗ Văn Tẩm làm cho nhiều người bàng hoàng, có nhiều có thể không tin vào cả tai mình nữa. Cách đây 3 ngày, anh ấy vẫn còn đang khỏe, còn đang mạnh mẽ, mà rồi tin đột ngột rằng là anh chết rồi. Và đến ngay cha cũng chẳng thể tin được, còn làm sao anh mới chết, nó còn mạnh khỏe vậy, có bệnh tật gì không? Ủa không ạ, em đi nhanh lắm, nhanh như điện. Và đúng là nhanh lắm thật. Và rồi nếu như cha mẹ và người thân trong cộng đoàn khi nhận được tin báo rằng em mất, phải nghẹn ngào thế nào đây? Có nói thật thế không đấy? Thật thế là dối, và thật thì làm thế nào đây? Một tin sẽ đánh bên tai, và điều ấy nó đang hiển hiện lúc này. Lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Một sự ra đi vội vàng như thế, một sự ra đi thì không bao giờ trở lại. Sáng hôm nay cha gặp gì cài thì bảo em nó hoang nhất nhà. Và thế thầy Yến tu đấy mà chưa hoang nhất nhà. Và đúng rồi, thầy Yến thầy đi tu làm thầy, và cái thằng chú em này chú hoang nhất nhà đấy. Thế nó hoang nhất nhà mà chú lại thương thì. Và đứng trước sự bằng hoàng thế này không biết phải nói thế nào để hết, nói thế nào để cảm thông được sự chống vắng và sự mất mát to lớn của cả cái bông hoa đấy là phải để làm sông. Còn cái bông hoa này nó đẹp lắm cho nên là cắt chân cho chú. Và cái hình ảnh đấy làm cho con nghĩ liên tưởng thế này hôm nay. Ngày hôm nay quả thật rằng nếu xét theo khía cạnh con người thì anh Mikael Đỗ Văn Tẩm, anh đã ra đi. Cảm xúc của con người thì xót xa và tiếc. Tiếc vì anh còn quá trẻ mà cha mẹ chờ đợi một tương lai, anh em cũng đang mong mỏi. Và chính bản thân của anh Mikael Đỗ Văn Tẩm cũng đang tiến tới để rồi có công việc làm, có nguồn thu nhập, rồi tới đây anh cũng sẽ lấy vợ, anh cũng xây dựng gia đình, anh cũng có một cơ ngơi như bao nhiêu anh em bạn bè khác. Giữa anh là người có bản lĩnh, anh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, được học hỏi anh em đồng đội, anh kiên định hơn, rồi bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn. Về nhà nhiều bạn bè thì chưa có công ăn việc làm, có thể còn chơi bời, thì anh đã là một người ngoan, một người có định hướng đi làm việc. Nhưng cái chết đã dễ dàng đã ngắt ngang cuộc đời của anh, còn gì nơi em nữa, hoàn toàn là chấm dứt. Và xét theo phương diện bạn bè nhận định, nó sụp đổ rồi. Đọc lại sách khôn ngoan thì người công chính ở trong tay Chúa. Người công chính không hẳn là số tuổi, có thể một thời gian ngắn
Người đồng phạm thì khôn ngoan, nhưng mà người công chính thì ở không hẳn là do số tuổi, sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Chính Thánh Phaolô nói với chúng ta điều đó. Vì thế mà đối với gia đình ta quyến, lúc này là đau buồn, lúc này là mất mát thật lớn lao, nhưng đó là những cảm xúc tự nhiên của con người. Dựa trên phương diện đức tin thì chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa. Trong bài tin mừng Thánh Gioan nói với chúng ta rằng đừng quá xao xuyến. Dĩ nhiên là không thể nào không xao xuyến được. Xao xuyến tức là đẩy bản năng của con người chúng ta. Nhưng xao xuyến đấy không phải là xao xuyến tuyệt vọng, nhưng xao xuyến đấy chỉ dừng lại trên phương diện trần thế. Còn trên phương diện đức tin thì chúng ta hãy tin tưởng. Tin tưởng dẫn chúng ta tới hy vọng. Tin tưởng vì Đức Giêsu Kitô đấng cứu chuộc chúng ta, đấng đã đến để sống kiếp người như chúng ta. Ngài vào trong cõi chết và Ngài trỗi dậy từ cõi chết, và Ngài đưa tất cả những người đã an giấc về với Chúa với tốt lành đạo đức. Dù là một trẻ, những sự nghiệp của anh ở trong tay Chúa, anh đã hoàn tất, đưa về bên Chúa. Chúa cất khỏi thế gian đầy tội lỗi, Chúa đưa về với các thánh, và niềm hy vọng ấy đã tạo và đấng đã cứu chuộc chúng ta. Niềm tin ấy cho chúng ta vơi đi những sầu thương, và cộng đoàn chúng ta chia niềm niềm thông trong thánh lễ này. Chúng ta cầu nguyện dẫu là tin tưởng và tình thương của Thiên Chúa, nhưng nhìn lại thân phận của kiếp người. Kiếp người thật mong manh, kiếp người có những khi đi ngược lại với đường lối của Thiên Chúa. Chính Phật Thánh Phaolô cũng diễn tả điều đó. Điều tôi muốn thì tôi không làm, và điều tôi không muốn thì tôi lại làm yếu đuối và thiếu sót lầm lỡ trong những ngày còn mình, trong những ngày sống trên trần gian này. Thì niềm thông trong thánh lễ này, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những hy sinh, nhờ bầu nhiệm các thánh cùng không công, Chúa đón nhận lòng thành kính của chúng ta. Cho anh đi cài để Chúa cuộc rửa những yếu đuối, những thiếu sót, những lầm lỡ của anh, cho anh được gia nhập triều đoàn thiên thần và các thánh. Amen. Thầy chứng nhận mời cùng.